Là sếp à? Anh vừa nói gì? Tôi không hiểu. Hoa Hồng. Tôi vừa tiếp khách xong, tôi có việc tôi đi trước. Nhưng mà chị ạ, nước của chị đây ạ. Chị có cần em đóng vào cốc mang về cho chị không ạ? Không cần đâu em. Em cứ để trên bàn đi. Vâng. Xin được giới thiệu lại, tôi là Phong, là chuyên viên hẹn hò. Rất vui được gặp cô. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Tôi có việc, tôi đi trước. Mày duyệt profile của cái kiểu gì đấy? Mày có tin là tao lật tung cả cái công ty của mày lên không? Sao đấy? Không duyệt à? Thằng cha đấy là nhân viên của tao. Úi dồi ôi, thế á? Nhưng mà làm sao tao biết được? Mày có cho tao xem ảnh tập thể công ty mày đâu. Nhưng mà thế thì sao? Liên quan gì? Lại chả không à? Ngày mai cả cái chi nhánh nó đồn ầm lên thì mày đừng có mà mong sống sót. Mày yên tâm, tao nhìn người hơi bị giỏi đấy, chắc chắn không có chuyện đấy đâu. Yên tâm cái con khỉ, tao chỉ còn có mấy ngày nữa để tìm người thôi. Lần sau mà mày còn làm ăn như này, đừng có gọi tao là bạn nữa. Bực cả mình. Chuyện ngày hôm qua tôi biết không phải là nhầm lẫn, nhưng mà nếu như sếp muốn thì chúng ta cứ coi như là chưa có gì xảy ra cả. Đồng ý. Nhưng bởi vì là người chuyên nghiệp, cho nên tôi rất muốn biết lý do tại sao mà sếp lại từ chối. Vì chúng ta là đồng nghiệp, tôi cảm thấy không thoải mái. Vì là đồng nghiệp á? Thế nếu như tôi lái xe công nghệ, sếp bút đúng ngày chuyến của tôi á, thì sếp sẽ từ chối à? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như nhau thôi. Tôi sẽ đậu xe ngay trước mặt sếp. Sếp không lên, sếp lên một chiếc khác. Sao lại như thế nhỉ? Anh Phong, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Được thôi. Mà nói không phải khoe chứ, sếp sẽ không bao giờ lựa chọn được một đối tác nào khác mà tốt hơn tôi đâu. Đảm bảo luôn, vừa chất lượng, vừa uy tín, lại rất hiểu sếp nữa. Thật mà, sếp cứ nhắc lại đi, là đồng nghiệp tình thương mến thương với nhau. Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc. Cảm ơn lời khuyên của anh. Chuyện hôm qua, tôi không muốn mọi người trong chi nhánh biết. Anh giúp tôi nhé. Cảm ơn anh. Tất nhiên rồi, bí mật của khách hàng luôn được giữ kín mà. Nhưng mà nếu khách hàng đổi ý thì sếp biết tìm tôi ở đâu rồi đó. Tôi luôn rất sẵn sàng.